はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちは。こんにちは。皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。はい。Các bạn đã thấy đây đúng không? Người chúng ta sẽ bước vào bài 9 này. Đài kêu cả này. Tôi yêu Nhật Bản, được chưa nào? Hay, đai ski là rất là thích. Trong sách thì có từ là ski thôi đúng không? Ski. Ski. Thêm chữ đai chứ mà rất là thích. Đấy nhỉ? Vâng. Là tương đương về yêu luôn đấy. Đúng không? Yêu đấy. Còn chữ này Nihon là gì nhỉ? Nhật Bản. Koto tức là gì nhỉ? No là chọn từ nối ra danh từ đúng không? Vâng. No là việc. Tất cả những gì thuộc về Nhật Bản. Tuy nhiên khi mà dịch thì cao hơn là việc gì đó. Được chưa? Rồi. Tôi yêu Nhật Bản thôi. Tức là yêu tất cả. Được chưa? Từ con người rồi đến văn hóa. Được chưa nhỉ? Rồi. Xã hội. Được chưa? Tôi Nhật Bản. Rồi. Ví dụ như là chúng ta gì nhỉ? Anh rất yêu em chẳng hạn. Anata no koto. Anata no koto ga daisuki desu. Daisuki. Được chưa? Các bạn đọc. Daisuki. 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 Suki. 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 Daisuki. Daisuki. OK. Hai. Sensei no koto ga daisuki to ka. Nha. Sensei no koto daisuki desu. OK. Yêu nếu mà nói với thầy giáo thì nhỉ? Tùy vào trường hợp cũng có hiểu nghĩa như tiếng Việt là gì nhỉ? Yêu kiểu như yêu quý. Cũng được đấy chứ. Còn nếu mà trong tình yêu thì là gì nhỉ? Yêu em. Đấy chứ nhỉ? OK chưa? Hai. Mẫu câu ngày hôm nay chúng ta sẽ học đây là những gì đây? Ông người này có 5 câu. Thực ra nó đơn giản thôi, nhìn đây nó hơi phức tạp. Bây giờ mình sẽ đi vào phần cụ thể. Các bạn chỉ cần có 5 phần, được chưa? Được. OK. Đầu tiên, đấy chứ nhỉ? Có mẫu câu này, chúng ta sẽ học về gì nhỉ? Về hai động từ đấy, hai động từ vậy chúng ta học là gì nhỉ? Wakarimasu. Wakarimasu và arimasu. Arimasu đúng không? Wakarimasu. Và đứng trước nó sẽ là trợ từ gá nhé. Nhớ chưa? Gá. Gá. Arimasu. Gá. Wakarimasu. Nếu mà gá wakarimasu là biết cái gì đó trong tiếng Việt, trong từ vựng người ta bảo là hiểu đúng không? Hiểu cái gì đó có nghĩa là biết đúng không? Có hiểu nắm được. Hiểu nắm được ạ. Được. Có biết không? Không ạ. Không, không đúng không? Biết được. Ví dụ anh biết tiếng Nhật không? Anh hiểu tiếng Nhật không? Thì sẽ dùng từ này. Nghĩa là hai này hiểu và biết, được chưa? Vâng. Ở đây các bạn chú ý cho mình nhá. Khi mà chúng ta muốn hỏi thì chúng ta phải thêm chữ cá vào đằng sau này đúng không nào? Arimasu ka? Wakarimasu ka? Đúng không? Ví dụ như Nihongo ga wakarimasu ka? Thì nếu mà có thì chúng ta sẽ trả lời là hai, đúng không nào? Hai wakarimasu, đúng không? Còn không thì chúng ta sẽ là ie, đúng không nào? Ie wakarimasen. Tương tự arimasu ka sẽ là hai arimasu và ie arimasen. Thế nào? OK. Giờ tiếng Nhật sẽ là gì nhỉ? Nihongo ga wakarimasu ka? Nihongo ga wakarimasu ka? Anh có hiểu không? Thì hai wakarimasu. Thế chứ nhỉ? Hay. Ví dụ có này thì sẽ có về đồ vật thôi nhỉ? Đồ vật. Đấy chứ nhỉ? Đấy. Tí nữa bài 10 á, bài 10 chúng ta sẽ học về một động từ nữa, động từ imasu, tức là dành cho người và động vật. Còn đây là dành cho đồ vật. Đấy chứ nhỉ? Đấy. Và trong bài này chúng ta có tiền này, hay là có ô tô này, có xe máy này. Được chưa? Hay. Tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Những động những tính từ mà chúng ta học hôm nay. Hầu hết là cái quan trọng là sẽ là trợ từ gá này, được chưa? Ski desu. Ski. Ví dụ như thích tiếng Nhật chẳng hạn, Nihongo ga ski desu, đúng không? Ghét tiếng Nhật sẽ là Nihongo ga kirai desu, đúng không? Tiếng Nhật giỏi tiếng Nhật thế. Nihongo ga zozu desu. Thấy không? Kém thế. Nihongo ga heta desu. Nihongo ga heta desu. Tiếng Nhật kém lắm, được chưa? Hay. Chẳng hạn như thế này này. Đúng không? 私は日本語がわかります。何でじゃ。トイ。見てみた。じゃあ、トイ見てみた。はい。はい。私は日本語がわかります。せーの。私は日本語がわかります。これ không hiểu tiếng Nhật nữa. 私は日本語がわかりません。đúng rồi. 日本語がわかりません。でじゃ。はい。Tiếp theo này, dùng động từ arimasu là có đúng không? Rồi, Thúy đọc con này. Watashi wa nihon no pasukon ga arimasu. Nghĩa là gì? Tôi có cái máy tính của Nhật. Tôi có cái máy tính của Nhật, đúng không? Máy tính của Nhật. Được chưa? Nihon no pasukon ga arimasu. OK? Nihon no pasukon ga arimasen. Vietnam no pasukon ga arimasu. Được nào? Rồi, tiếp theo, nhiều ví dụ lắm. Hai. Nhung người chàng này. Nhung này. Saka ga suki desu. Saka ga suki desu. Được chưa? Nhung người chàng các bạn hỏi đi, một người hỏi người chàng.
Saka ga suki desu ka? Saka ga suki desu. Saka ga suki desu. Đấy nhé. Hai, tiếp câu số 4 này. Ok. Ở đây là ma mu to mu. Ma mu to mu. Nghĩa là gì? Là cái gì không biết à? Ma mu to mu. Nghĩa là gì? Ma mu to mu. Mắm tôm. Mắm tôm. Ma mu to mu. Ma mu to mu. Mắm tôm. Kirai là ghét đúng không? Hỏi đi. Rồi, Trang Nguyễn Thúy. Ma mu to mu ga kirai desu ka? Hay, ma mu to mu ga kirai desu. Kirai desu. Được chưa? Hay, tiếp. Karaoke desu ne. Hỏi đi. Nhung-san. Karaoke ga jozu desu ka? Karaoke ga jozu desu. Karaoke ga jozu desu. Tiếp. Ego ga heta desu ka? Ego ga heta desu. Tiếp. Biru ga suki desu ka? Mecha suki desu. Mecha suki desu. Mecha ăn rồi đúng không? Rất thích. Kinh khủng luôn á. Thích vãi. Ok, mecha suki desu. Được chưa nào? Vẫn còn này. Ego ga wakarimasu ka? Ie, ego ga wakarimasen. Ie, ego ga wakarimasen desu ne. Tiếp. Tennis ga jozu desu ka? Ie, jozu da arimasen. Ie, jozu da arimasen. Câu này dịch như thế này. Bạn có thích thể thao giỏi. Bạn có giỏi tennis không? Không giỏi. Không giỏi. Đấy, ok. Đây là. Vẫn còn. Okane ga arimasu ka? Hai, arimasu. Okane ga arimasu ka? Hai, arimasu. Né. はい、大好きです。A さん、A さん。A さん。A さんのことが大好きですか?Aさんのとこが大好きですか?Aさんのことが大好きです。ことが大好きです。ことが大好きです。はい、時間だな。大好きです。大好きです。大好きですね。OK じゃあ。はい。はい、OK。歌を分けてやろうじゃん、ファン。どんなか見てんと。とか、が cái gì đó từ sau sẽ là họ thì nếu mà đôn na thì sẽ là họ ですか được chưa nào hai thì ở đây nó sẽ là gì ạ bạn cái nào cái gì đó đôn na cái gì đó nào đấy hiểu không nhỉ cái nào tức là đôn na sports ga suki ですか chẳng hạn như thế sports là gì thể thao đôn na sports là môn thể thao nào thì câu trả lời sẽ phải rõ ràng là em thích bóng đá này là cái gì đó được chưa? Hay được chưa? Hay là Dona Ryori là gì? Thích món ăn nào? Món ăn nào đúng không? Dona Ryori đấy nhé. Đúng nhỉ? Dona Ryori là suki desu ka? Bún chả là suki desu. Bún chả. Được chưa? Ok. Dona các bạn đọc Dona. 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 Dona Ryori. Dona Ryori. Donna sports. Donna sports. Donna kuni. Donna kuni. Okay. Donna hong. Donna hong. Okay. Donna kuruma. Donna kuruma. Okay. Ô tô nào? Thế ô tô của hãng nào? Được chưa? Hai ví dụ hai người đọc người trả lời đi. Chan san, Donna nomimono ga suki desu ka? お酒が好きです。どんな飲み物が好きですか?お酒が好きです。でじゃあ、で、どんな食べ物が好きですか?寿司が好きです。これは全然違う。bạn thích món ăn nào? Sushi. Sushi, thế đấy, đơn giản đấy thôi, đúng không? Thích món ăn nào, thích sushi ですね。はい、tiếp theo. À, cái chỗ này là dô dự ですか? Thì ở dưới là cũng là dô dự nhé, ok? Ở dưới là dô dự, được chưa? Dô dự. ジョーズ。はい。ジョンさん。はい。どんなスポーツが上手ですか?サッカーが上手です。サッカーが上手です。上手は好き。はい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 。
đây, đi ra. Cái
Bạn thích loại trái cây nào? Tôi thích xoài à? Tôi thích xoài. Mango. Mango là xoài. Mango. Xoài. Như thế nào? Cho từ điển à, trong sách không có từ này không? Không, mango. Không có mango. Mango okay. Là xoài. Này. Tiếp. Ok. Đấy, câu này chưa đây. Donna hong o yomimasu ka? Shosetsu o yomimasu. Ừ. Shosetsu là tiểu thuyết. Tiểu thuyết. Em đọc sách gì vậy? Nó sách nào đấy? Ừ, em hay đọc tiểu thuyết. Được chưa nào? Nghe, số sách tiểu thuyết. Hay, tiếp theo nào? Đúng sao? Donna tabemono ga kirai desu ka? Mamutomu ga kirai desu. Ừ, mamutomu ga kirai desu ne. Tiếp, bye. Chan-san, donna nihon ryori ga suki desu ka? Sashimi to sushi ga suki desu. Ừ, sashimi to sushi ga suki desu. Được chưa nào? Hai. Tiếp. Hai. Thúy-san. Hai. Donna ongaku ga suki desu ka? Saikin no ongaku ga suki desu. Ừ, saikin no ongaku ga suki desu. Ở đây là bạn thích gì nhỉ? Bài hát. Bạn thích gì nhỉ? Thể loại nhạc nào? Thể loại nhạc nào đúng không? Rồi. Tôi thích gì? Mình cho ở đây là nhạc trẻ cơ. Mình muốn cái từ nhạc trẻ nhưng mà bên Nhật nó không có cái từ riêng như thế. Mình nói là gì? Cô giáo Nhật là Saikin no ongaku ga suki desu. Được chưa? Saikin là gần đây đúng không? Tôi thích những bài hát gần đây. Tôi thích những bản nhạc gần đây. Được chưa? Được. Ok chưa? Saikin no ongaku ga suki desu. Ok chưa? Được. Hãy bước qua. Nhung xong. Hey. Donna kuni ga kirai desu ka? Chugoku ga kirai desu. Cái này con này khỏi này không hay lắm. Donna kuni ga suki desu ka? Kirai không hay lắm. Hãy ok, tiếp. Chan-san, donna eiga ga suki desu ka? America no eiga ga suki desu. Ừ, America no eiga ga suki desu. Thế nào? Hay, ok. Vậy là xong phần 2 rồi, chúng ta chuyển sang phần số 3 này nhé. Cách nói chỉ mức độ số lượng. Đây nhá. Mức độ là gì? Nhiều hay không nhiều được nhá. Ok. Yếu cơ là gì đây? Tốt hay là thường cái gì đó. Tốt hay là thường được chưa? Yếu cơ và karimasu. Hay là rõ được trong này. Yếu cơ đi mi wa karimasu là gì nhá? Em hiểu rõ. Em hiểu rõ, đúng không? Hay là em biết rõ đấy chứ nhỉ? Yoku wa karimasu nhé. Tiếp theo đai tai là gì? Đại khái đúng không? Này, đại khái này em biết đấy nhỉ? Vậy skoshi là gì? Một chút đúng không? Vậy tức là tỷ lệ của nó giảm dần gì đúng không? Rồi amari không mấy. Vậy ở đây amari thì đi kèm với thể phủ định đúng không? Amari wa karimasen. Amari suki janai. Dạ arimasen. Được chưa nhỉ? Đi với phủ định nhớ chưa? Hay. Zenzen cũng đi với phủ định đúng không? Zenzen wa karimasen trong sách có từ đấy đúng không? Hay. Trong phần giải thích tiếng Việt đó. Zenzen wa karimasen. Đúng không? Zenzen suki janai. Chẳng thích tẹo này. Được chưa? Hay. Nhưng mà đi với số lượng này. Có ấy. Được chưa nhỉ? Thì sẽ có này. Takusan là nhiều. Takusan. Số lượng. Ở đây là dùng từ có này, arimasu, biểu trưng, aru, arimasu. Kia này về aru đúng không? Takusan aru. Yo, takusan wakarimasu thì không nói nhớ chưa? Chỉ có yoku wakarimasu nhớ chưa? Này, takusan arimasu. Được chưa? Takusan kikimasu. Được chưa? Hai. Takusan moraimasu. Tôi nhận được rất là nhiều được chưa? Hai. Skoshi moraimasu, skoshi arimasu đúng không? Skoshi osiemasu, được chưa? Yep, amari nai zenzen desu ne. Nai zenzen wakarimasen とか desu ne. Zenzen arimasen とか desu ne. Được chưa? Ok? Được. Trên này mức độ bên này số lượng nhé. Ok chưa? Làm dần. Hai ví dụ cụ thể. Đây như ví dụ này, đầu tiên là wakarimasu này. Nihongo ga yoku wakarimasu là gì? Tôi hiểu rõ tiếng Nhật. Tôi biết rất rõ tiếng Nhật đúng không? Ừ, hiểu rõ tiếng Nhật. Này, Nihongo ga daitai wakarimasu. Tôi hiểu đại khái. Đại khái này em biết đúng không? Đại khái này em biết. Tiếp.
Đấy, Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Tôi hiểu một chút. Tôi hiểu một chút. Tiếng Nhật, được chưa? Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Tiếp. Cái đó đọc là xe nó. Nihongo ga amari wakarimasen. Nihongo ga amari wakarimasen. Tiếp. Xe nó. Nihongo ga zenzen wakarimasen. À, zenzen wakarimasen. Không hiểu thế nào đúng không? Chẳng hiểu gì quá. Hai, tiếp theo. Seno. Biru o takusan nomimasta. Takusan nomimasta. Những cái từ takusan hay là sukoshi này nó là chúng ta sẽ xếp trước động từ nhá. Ok. Takusan arimasu, takusan nomimasta. Tức là gì? Tôi. Dịch này, tôi sẽ là nào? Tôi đã uống rất nhiều bia. Masta đúng không? Tôi đã uống rất là nhiều bia. Thế nào? Tôi đã uống rất là nhiều bia. Tiếp. Biru. Biru o sukoshi nomimasta. Đây đây. Tôi đã uống một chút bia. Tôi đã uống một chút bia. Em uống tí nào? Sukoshi nomimasta. Tiếp. Seno. Biru o amari nomimasen deshita. Nomimasen deshita. Tức là gì đây? Nomimasen deshita này không chưa nhỉ? Rồi. Rồi đúng không? Hỏi tên là gì đây? Hơi quá đã không. Quá khứ đúng không? Đã không đúng không? Phủ định của quá khứ đúng không? Rồi. Biru o amari nomimasen deshita. Được chưa? Amari nomimasen deshita. Tiếp. Hai. Seno. Biru o zenzen nomimasen deshita. Zenzen nomimasen deshita. Là gì nhỉ? Tôi không uống tí nào. Tí bia nào đúng không? Hai. Còn lại cái đó là bạn xe nó. Ano onna no hito wa zenzen kawaii desu. Ok, trong câu này thấy điều gì lạ? Zenzen kawaii. Kawaii là gì nhỉ? Dễ thương. Ok, kawaii là dễ thương. Nhưng mà không chia về thể phủ định đúng không? Vâng. Cái này bài 12 chúng ta sẽ học có ví dụ kawaii này. Chiều định của tính từ đi sẽ là gì? Cứ này. Kawaii cứ này. Zenzen kawaii cứ này là gì? Không dễ thương tí nào. Không dễ thương tí nào. Bỏ cái từ hoàn toàn này mà gì? Không dễ thương tí nào. Hoàn toàn không dễ thương, không nói đúng không? Tuy nhiên thì nhỉ, trong văn nói thì người ta vẫn cái từ zenzen này nhá, ok? Chia thể định cho sách thế. Nhưng mà thực tế thì người ta vẫn dùng được người nhỉ. Zenzen này cộng với khẳng định được. Tức là hoàn toàn dễ thương. Hoàn toàn dễ thương. Hoàn toàn dễ thương tức là gì ạ? Rất là dễ thương. Bằng với lại tốt thêm ạ. Thấy chưa? Tốt thêm ạ. Đây phần thêm mà, thấy chưa? Zen zen kawaii. Thấy chưa? Zen zen kawaii. Zen zen kawaii. Zen zen zozu desu. Tức là đấy. Ok? Thế là có thể đi với lại hả? Khẳng định. Được chưa nào? Ok, xong rồi nhá. Nói chung các bạn chỉ cần dên dên này không chỉ đi với phủ định mà còn đi với khẳng định nữa. Đấy kìa, mà nó bằng cái nghĩa là tốt tiến bộ là được. Ok chưa? Đấy, xong rồi chúng ta chuyển sang phần số 4. Số 4 này nè. Chúng ta sẽ học về mẫu câu gì đây? Vì nên. Vì gì đấy? Được chưa? Vì tôi thích nên là gì nhỉ? Tôi học tiếng Nhật. Đấy nhá. Đây là được đó. Đấy nè. Này. Ví dụ. Cả lớp cùng đọc. Xe nó. Okane ga arimasen kara kamera o kaimasen. Suy đọc lại. Okane ga arimasen kara kamera o kaimasen. Thì tôi có tiền. Không có tiền nên tôi không mua camera. Đúng rồi, vì không có tiền nên tôi không mua camera. Được chưa? Vì không tiền nên tôi không mua camera. Tiếp. Trang ạ. Jikan ga arimasen kara sakka o shimasen. Jikan ga arimasen kara sakka o shimasen. Bởi vì không có thời gian nên là tôi không chơi bóng đá. Mấy cái này nói rất là nhiều. Okane ga arimasen kara. Một tiền đúng không? Ok, tiếp. Biru ga suki desu kara mainichi biru o nomimasu. Mai chỉ biru o nomimasu. Bởi vì tôi không thích
À, bởi vì tôi thích bia cho nên là ngày nào tôi cũng uống bia. Ngày nào tôi cũng bia đó. Ngày nào tôi cũng uống được. Cho nhờ này cũng bỏ cái này đi được. Nói thì chị mình nói. Được chưa? Hai. Tuy nhiên trong văn nói thì chúng ta sẽ nói cũng có thể nói ngược lại. Kamera okaimasen. Kamera okaimasen. Một màn này. Bia tiếng Việt nói là em không mua máy ảnh đâu. Em không có tiền. Đúng không? Bình thường lắm. Tiếng Việt mình sẽ nói là em không mua máy ảnh đâu, em không có tiền. Được chưa? Hay là gì đây? Em chưa uống đá đâu, em không có thời gian. Được chưa? Hay là cuối cuối là gì đây? Ngày nào em uống, em thích bia lắm. Được chưa? Thì ta sẽ, nếu mà nói ngược lại như thế thì chúng ta sẽ gì nhỉ? Kamera okaimasen. Okanega arimasen ka. Tuy nhiên gì nhỉ? Cái câu tiếng Việt vừa rồi của mình không có chữ vì. Nghe không? Được rồi. Em không mua camera đâu, em không có tiền. Không có chữ vì đúng không? Tuy nhiên trong tiếng Nhật thì bao giờ phải thêm chữ vì vào. Tí nữa chúng ta sẽ học thêm vào phần đấy được chưa? Vừa nãy chúng ta sẽ có thêm một từ do stay nữa cả. Do stay thì sao được chưa? Được chưa? Nói ngược mà. Này nói nốt mấy câu này đã. Kiyowa achui desu kara ice cream o tabemasu. Ice cream o tabemasu. Vì hôm nay lạnh. Achui là nóng. Nên tôi ăn kem. Nên tôi sẽ ăn kem đúng không? Hôm nay nóng nên tôi sẽ ăn kem. Tiếp. Kanji ga zenzen wakarimasen kara takusan kanji o benkyou shimasu. Takusan. Cái này takusan cũng có thể cho được anh ạ. Takusan kanji. Kanji o takusan benkyou shimasu đều được. Bởi vì tôi không hiểu kanji nên tôi phải học kanji rất nhiều. Chữ Hán ạ. Chữ Hán nữa bởi vì tôi chẳng hiểu. Tính chữ Hán nào nên là gì nhỉ? Tôi phải học rất tôi nhiều. Học chữ Hán. Rất tôi học nhiều chữ Hán đúng không? Tôi sẽ học nhiều chữ Hán. Được chưa? Hai, tiếp. Kyu niu ga arimasen kara spa e imasu. Ikimasu. Spa e ikimasu. Ví dụ mình đang muốn nấu một món ăn nào đó mình mà cần sữa bò đúng không? Nên là gì? Cái gì nhỉ? Em không có sữa bò rồi. Không có sữa bò nên là vì không có sữa bò nên là tôi sẽ đi siêu thị mua. Được chưa? Ok. Đây nhỉ? Hai thằng nhỉ? Hết rồi. Vẫn còn. Hai. Kanojo no tanshoubi desu kara hotel e ikimasu. Thì là bảo hotel. Ngọ hotel đúng không? Hotel. Vì sinh nhật của bạn gái sinh nhật của bạn gái nên tôi sẽ đi nhà nghỉ. Sẽ đi nhà nghỉ đúng không? Cùng với cô ấy khá là tốt. Hotel e ikimasu. Tiếp. Shigoto ga arimasu kara kaisa e ikimasu. Bởi vì có việc nên là tôi sẽ đến công ty ạ. Tôi sẽ đi đến công ty nhé. Tiếp. Hai, Nihongo ga hetta desu kara mainichi benkyou shimasu. Nihongo ga hetta desu kara mainichi benkyou shimasu. Hai, bởi vì tôi kém tiếng Nhật nên là tôi ngày nào tôi cũng phải học tiếng Nhật. Tiếng Nhật em yếu lắm nên là ngày nào cũng phải học. Đúng không? Hai. Được chưa? Hai, nói cùng người này. E-san ga suki desu kara mainichi aimasu. Đúng không? Em thích ngày nào cũng gặp. Câu này hay đúng không? Hay, xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học về do ste. Do ste. Tại sao đúng không? Tại sao thì chúng ta sẽ nhận làm vì. Tại sao anh không đến chẳng hạn? Do ste kimasen desu ka? Đúng không? Hay là tại sao không ăn? Do ste tabemasen? Đúng không? Hay. Tại sao học tiếng Nhật? Được chưa? Câu này hai người kêu anh. Do ste nihongo o benkyou shimasu ka? Rainen no shikatsu ni nihon e ikimasu kara. Ikimasu kara. Ikimasu kara. Vừa nãy thầy nói rồi đấy. Ví dụ trong câu này các ai bình thường thì các bạn sẽ không có chữ kara trong tiếng Việt đâu. Thầy nói này trong tiếng Việt. Tại sao bạn học tiếng Nhật? Bởi vì năm sau em sẽ đi Nhật. Bởi vì có vì đúng không? Vâng. Nhưng mà bình thường sẽ là năm sau em đi Nhật. Năm sau em đi Nhật. Đúng không? Nhiều lúc mình sẽ quên chữ vì này đúng không? Nhưng trong tiếng Nhật thì tôi dịch phải thêm chữ kara vào nhé. Ok. Được chưa? Nani no shigatu ni hongo de ikimasu kara. Được chưa? Khi mà do ste thì sẽ còn là kara sau. Ok. Hai. Tiếp. Do ste
kino pati ni kimasen deshita ka? Sukudai ga arimasu. Arimashita kara. Arimashita kara. Kaji kaji. Tại sao bữa tiệc hôm qua bà chị không đến? Bởi vì chị có bài tập. Đúng rồi, chị có bài tập ở nhà. Bởi vì hôm qua nhỉ, chị không đến bữa tiệc vậy đúng không? Party, con đọc party. Party. Có chưa con phải đọc đọc chưa con? Party. 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 Nào, anh phải đọc đi. Thúy Thúy. Nhung sao? Đây, Dose Mamuto Mu O Tabemasen ka? Có này. Tabemasen ka đó, tại sao anh không ăn đúng không? Mamuto Mu ga Marai desu. Kirai. Kirai desu ka? Kirai desu ka da. Mamuto Mu ga kirai desu ka da. Thế nào? Tiếp. Chan san, asita kaisu o zashi kaisa o zashi jasumimasu jasumimasu kaisa dai asta kaisa o yasumimasu dousute desu ka joji ga arimasu kara nhưng vẫn bị già này dạ yeah. Cả do này được chưa yasumimasu yasumimasu hai ba lại đi yasumimasu asta kaisa o yasumimasu dousute desu ka yoji ga arimasu kara yoji ga arimasu kara được chưa ok tiếp sona kyō watashi wa hayaku kaerimasu dousute desu ka kodomo no tanjoubi desu kara tanjoubi desu kara thế con này nào hôm nay thì chị sẽ về sớm tại sao ạ hôm nay là sinh nhật của con là chị ạ con là một tanjoubi desu kara đấy không có chữ vì hôm nay sinh nhật con chị đúng không nên là nhớ này thêm desu kara được chưa này hết rồi hôm nay có gì khó không không ký thì nhỉ kara mi lịch sự này thì nó cũng một nhóm rồi đúng không còn yuk dai tai dakusan kosi amari senzen này đơn giản đúng không dona thì là thích cái gì đó đúng không thích cái nào đúng không môn thể thao nào còn wakarimasu arimasu kirai suki này đơn giản rồi đúng không hai đây thì chúng ta sẽ bước vào phần luyện tập nhé và hôm nay kết thúc hai mươi năm kiểu à ここで終わります ありがとうございました先生ありがとうございました皆さん、ありがとうございました。またねー。バイバイ。どうして日本語を勉強しますか？どうして日本語を勉強しますか？来年の4月に日本へ行きますから。来年の4月に日本へ行きますから。明日、会社を休みますか？明日、会社を休みます。どうして?用事がありますから。用事がありますから。Ở trong bài này thì các bạn chú ý cho mình phát âm của chữ si. Chữ si này nó phải là sờ nặng chứ không phải sờ nhẹ các bạn nhé. Rất là nhiều bạn đọc sai phát âm này. Ví dụ như là từ tại sao là gì các bạn nhỉ? どうして chứ không phải là どうして các bạn nhé. Do sờ nhẹ, どうして cái này là sai mà nó sẽ phải là どうして hay là tháng tư là gì nhỉ? Tháng tư là 4月 đọc hơi nặng các bạn nhé. Shi chứ không phải si, 4月 là hoàn toàn sai. Và còn một lỗi nữa chúng ta rất hay gặp phải đó là chữ yo. Và ở các video trước mình đã nói rồi, nếu mà các bạn nào mà chưa quen thì các bạn có thể đọc luyện từ từ là i và o trước, io 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 io, khi chúng ta đọc nó nhanh thì nó sẽ thành yo. Và thường thì các bạn hay bị đọc nhầm nó thành zo. Ví dụ có hẹn, có việc bận là gì các bạn nhỉ? Yo,
yōji, yōji là có việc bận các bạn nhé. Có việc bận là yōji ga arimasu. Yōji ga arimasu chứ không phải là zōji ga arimasu. Ji cũng là nặng một chút nha. Yōji ga arimasu chứ không phải zōji ga arimasu. Cái này hoàn toàn sai các bạn nhé.